quạt máy bơm, tivi, tủ lạnh, nồi cơm, đầu màn, công tơ, cassette, bộ đàm hỏng rồi không dùng nữa, thành hàng bán đi. Xăm xe tăng, bình xăng xe đạp, bàn đạp máy bay, đường dây tàu thủy, bán mua đi. Anh đạp xong 4-5 vòng hồ, đạp loanh quanh nhưng mà không có khách để qua. Lạnh có gió anh ngồi đây nhấm chén ngược chén về Đồng Nát, anh thực sự chưa có duyên. Đang thu mua Đồng Nát. Xăm xe tăng, bình tivi, tủ lạnh, nồi sửa ấm chén, bàn quạt máy bơm, tivi, tủ lạnh, nồi cơm, đầu màn, công tơ, cassette, bộ đàm rồi không dùng nữa, thành hàng bán đi.